Mến chào bà con đã đến với kênh LTK Bonsai nha, kênh giao lưu cây kiểng trên toàn quốc ha. Thì hôm nay tại Dừa Kiểng An Bình cũng xin giới thiệu đến tất cả bà con mình một số cây kiểng thuần chậu đa dạng nha, bonsai và một số đồ đồng để trang trí cho bà con cho nhà mình ha. Mã số 1 đầu tiên là 1B nha, hôm qua A thì bữa nay B nha bà con. Đây em xin đo thông số chiều cao của cây tùng ha. Tùng này có chiều cao là 63 và có cái tên gọi khác là vạn niên tùng nha. Tán ngang của cây 60, cây rất là già cây nha bà con. Đó, cây thì có cái dấu hiệu róc da nha. Đó, cái này do nắng quá, về bà con mình để như vậy cũng được ha, tạo lũa thêm cũng vẫn được. Bây giờ em xin đo thông số hoành nha. Hoành tại vị trí này là 18, nới dưới đây ha 32 nha. Đó, mã số 1B giao lưu với bà con mình là 1.300.000 đồng, cây vạn niên tùng ha. Đó, em mua được giá hữu nghị thì em giao lưu giá hữu nghị nha. Rồi, cây mã số 2 là cây khế chua ghép với khế nhật nha bà con. Những loại khế này thì rất là xiên trái nha. Cao là 47 và tán ngang của cây là 50 nha. Mã số 2B. Toàn bộ những cây này đều thuần chậu hết và khi đi thì khế nó sẽ bị vàng lá và rụng một mớ nha bà con. Đây, cũng hoa luôn nha. 18 là tại vị trí này ha. Phần dưới đây là 30 nha. Đó, 2B 750.000 đồng nha. Giá này thì tụi em bao gồm phí ship cho bà con mình tới nơi rồi ha. Và lưu ý giùm em một điều ha. Hàng bữa nay em lên giao lưu với mình nữa ha, khoảng 2 ngày sau em mới ship nha. Là tại vì hàng đi hơi chậm nên em sẽ chia từng khớp ra để đi cho mình ha, cho cây nó khỏe nha. Mã số 3B, cao của nó là 40, tán ngang là 50. Hàng mùa dịch thì đi hơi chậm, bà con mình lưu ý giùm em nha. Có gọi điện chốt đơn thì em đã đóng hàng cho mình rồi ha, nên bà con mình ráng đợi giùm em nha. Quanh thân là 19. Đó, đế cũng khá đẹp ha. Và những cây này thì em tiến hành bó bầu khi vận chuyển cho mình nha. Và cây này bao gồm phí cho mình là 700.000 đồng cho mã số 3B. Số điện thoại liên hệ của Cảnh An Bình là 0939700449 nha, cũng là số điện thoại Zalo hàng ngày ha. Mã số 4B. Đây, cây này thì có giá 800.000 đồng nha. Hiện tại những cái cây hoa này thì khi vận chuyển nó sẽ rụng nha bà con, nhưng khi ấy thì nó sẽ lên lại rất là nhanh nha, cho lưu liên ha, chứ không có qua theo mùa nha. 54 là chiều cao và tán ngang là 56. Đó, lên rất là rộ, rất là đẹp luôn nha. Khế này khế chua nha, ghép ha, cắt mắt ghép đã liền lạc và cho ra nhánh cũng khá lớn rồi ha. Ở đây là 22, trên đây là 19. Đó, mã số 4B giao lưu với bà con mình giá 800.000 đồng nha. Đó, khi đi thì em tưới thuốc dưỡng và đắp thêm bột dừa cho cây nha, nên bà con mình an tâm đến cái sự sống của cây ha. Đây là kim song hinh nha. 32 là chiều cao. Sam này là sam kim song hinh, cũng hoa màu tím ha. Đây, tổng tán nha 58. Do vận chuyển nên em hạn chế để chậu cho bà con mình nha. Bà con mình về thì vô cái chậu kiểu nào thích hợp với cây ha, sẽ làm tăng giá trị của cây thêm và rất là đẹp luôn. Đế khá là dữ dằn. Đây, quanh thân một cốt, ở đây là 26. Quanh thân đại diện của cây là 14. Tổng đế nha, tổng đế như vậy là 40 đi ha bà con. Mã số 5B, cốt cành khá là già nha. Đó, bà con mình coi kỹ giùm em ha. Mã số 5B nha, về vô cái chậu kiểu giùm em là rất là đẹp. 1.400.000 đồng cho mã số 5B nha. Chỗ em ở hiện tại là khu vực Thới Hòa, phường Thái An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Và cây mã số 6B nha, linh sam này đang lên hoa ha, siêu bông nha bà con. Cây này có chiều cao là 47. Đó, tổng tán như thế này ha là 85. Hoa lên rất là thơm luôn nha bà con. Hiện tại thì nụ còn khá nhiều. Và khi đi thì em sẽ bẻ gọn tàn để tránh gãy tàn khi vận chuyển ha. Có gì thì về bà con mình chỉnh sửa lại nha. Đây,
19 gần 20 nha. Đó. Đây cái thân lót lượng và đế thì mình cũng tiến hành moi thêm khi mà về nhà mình sang chậu mới ha. Vàng tàn của cây cũng khá ấm nha bà con. Linh Sam siêu bông. Mã số 6B. Bao gồm phí cho mình là 1.500.000 đồng nha. Và những nơi nào vùng dịch phức tạp á ha, bà con mình khoan hay đặt hàng nha, để tránh hàng mà lưu thoát không kịp á, cây nó đi lâu. Mã số 6B 1.500.000 đồng nha. Và hiện tại cây của em đi 10 ngày đổ lại thì cây vẫn rất là khỏe nha. Cây này là song hình ghép với 86 ha. Mã số 7B. Bà con mình lưu ý giùm em nha, hàng cây kiển nhất là Linh Sam đi dễ bị vàng và rụng lá lắm ha bà con. Cao là 50, em ưu tiên cho bà con ở gần hơn ha. Và với lại thì Linh Sam 86 này nè, rất là dễ vàng, dễ rụng lắm. 55 là tán ngang ha. Giờ bộ đế khá là đẹp nha, tàn ấm này ha. Hoành nha, hoành là 20. Dòm kỹ các mắt ghép giùm em ha, liền lạc hết trơn rồi nha. Đó, đế nơm sổ xuống khá là đẹp. Mã số 7B. Những cây nằm chậu như thế này thì không gửi đi được nha bà con. Một cái thứ nhất là nó nặng, cái thứ hai là nó rất là dở. Bây giờ em đo dòng đế cho bà con mình nha. Đó, 67 ha. 7B 1.300.000 đồng, giao lưu toàn quốc, tránh vùng dịch phong tỏa nha. Không ship chậu cho bà con mình ha. Mã số 7B. Mã số 8B là dòng cần thăng bonsai dáng đổ ha. Cái này thì em hỗ trợ ship chậu luôn cho bà con mình nha. Về có bể thì mong bà con mình thông cảm giùm em ha. Đây, 26 là cao. Đổ của cây cần thăng này là 40. Đó, cần thăng này sau này sẽ phát triển đế khá là đẹp nha bà con. Mã số 8B ha. Đó, hoành này thì khoảng 7-8 nha. Đó, dòm kỹ giùm em ha. Rồi, cây này bao gồm phí cho mình giá 450.000 đồng. Tụi em đã hỗ trợ ship tới nơi cho mình rồi nha. Có cái nơi nào mà không nhận hàng được thì bà con mình hỗ trợ lên bưu cục hoặc là ra chốt nhận giùm em ha. Mã số 9B cũng là cần thăng luôn. Cây này có chiều cao là 30. Tán ngang là 39. Có con sâu với nó hôi quá. Tổng hoành đế nơm 39. Hoành thân cũ trên đây 21. Cây này khá là đẹp nha bà con. Cần thăng này rất là dễ sống nên bà con mình về cứ moi đế thêm một ít nữa cũng được ha. Đây, và cây này 600.000 đồng cho mã 9B nha. Cây cũng khá là già rồi ha. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Bà con mình lưu ý để dưới mô tả ha. Mã số 10B. Cao là 80 nha. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Đó. Cây bonsai nha bà con. Tán ngang ha. Tán ngang là 58. Mã số 10B. Quanh thân cây là 16 nha. Đó, nguyệt quế. Đây, rễ mền ăn này ha. Bà con mình về sang chậu giùm em. Khi đi thì em bó bầu nha. Và cây này thì có giá 750 nha, cho mã số 10B ha. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Hoa nguyệt quế thì rất là thơm luôn nha. Mã số 11B cũng là nguyệt quế lá xoắn bông chùm ha. Cao là 70 nha bà con. Đây, cây rất là già rồi nè, trái quá trời luôn. Tán ngang là 60. Thân em đo ở đây nha, 13. Nới dưới đây 20. Và cây 11B này giao lưu cho mình là 800.000 đồng. Ở mùa dịch nào bà con mình lưu ý giùm em ha. Hàng đi hơi chậm nha bà con. Mã số 11B. Mã số 12B. Clip này em còn một cây kiều hùng nha. Đây, 30 là cao của nó ha. Tổng đổ là 65. Kiều hùng nha bà con. Hoa rất là đẹp. Bonsai dáng đổ 12B.
Hoành thì khoảng 7 nha. Dáng đổ nhưng mà co lắc ha. Rồi 12B 650.000 đồng ha. Những cây nằm chậu xi măng như thế này thì báo trước là em không gửi được nha. Cây me chua miền Tây. Mã này là mã số 13B. Bonsai ha. Cao của nó là 50 nha. Dòng bonsai thì đang được chơi rất là nhiều nha, tại vì nó chiếm không gian không có nhiều ha, nhưng mà giá trị thì nó càng ngày càng tăng nhiều hơn. Đây, 55 là tán ngang của cây. Đó, đế cây khá là đẹp nha. Và em đo thân ha. Em đo thân cây là 12 nha. Đây, tổng đế như thế này nha là 38. Đó, đế dưới còn nữa nha, 800.000 đồng đó là giá của cây 13B ha. Và lưu ý giùm em, hàng bữa nay em chốt thì 2 ngày sau em sẽ gửi cho mình nha, để tránh cái tình trạng giam cây ở bưu cục ha. Mã số 14B. Do tình hình dịch thì mới ổn lại thôi nha, nên bà con mình từ từ đợi từ từ giùm em nha. Mã số 14B. Cao của cây me này là 57. Tổng tán ha, 60. Do vận chuyển sợ gãy nhánh nên khi đi em sẽ ép tàn vô một xíu nha. Bà con mình về chỉnh sửa lại giùm em nha bà con. Có nào không rõ thì bà con mình kêu em hỗ trợ chụp hình thêm nha. Do quay nhà nên chưa có kinh nghiệm lắm ha. 14B. Đây. Và 13 là hoành thân của cây. Tổng đế như thế này nha bà con. 44 ha. Đó. Mã số 14B cũng là giá 800.000 đồng cho cây me chua nha. Đó, 14B. 15B là dòng mai chiếu thủy nha. 15B. Cao em báo ha, 38. Tán ngang của cây mini này là 40. Đó, rất là già cây, mã số 15B. Một cốt nha. Quanh thân tại vị trí này là 14 ha. Đó, củ nở hết trơn nha bà con. 15B, 400.000 đồng. Ship toàn quốc cho bà con mình ha. 16B. Hổm gài thì em giao lưu cũng khá là nhiều rồi nha bà con. Có bà con mình thì 10 ngày đổ lại nhận được cây nhưng mà cũng rất là khỏe ha. Cao là 34. Tổng tán ngang 43. Cây này tán tròn đều ha. Đó. Giờ em đo tổng cụm nha, tại thân nó sát quá nên em không đo được ha. 17 đi nha bà con. Và cây này cũng giá 400.000 đồng cho mã số 16B ha. Đó, bà con nào chốt lô thì có giá hữu nghị cho bà con mình luôn nha. Giá này em cũng báo sát sát chứ mùa dịch hết trơn rồi ha. 17B cũng là mai chiếu thủy dạng cụm rừng nha. Cây này có chiều cao là 50. Tổng tán là 45 nha. Đó, bà con nào chốt cây thì lưu ý giùm em, hàng cây cảnh toàn bộ ha, tất cả các shop khi đi thì cây nó sẽ bị vàng lá và rụng hết ha, chứ không phải chỉ riêng mình em nha. Đây, 9 là hoành thân đại diện. Chậu này thì gồm 5 thân ha, và 500.000 đồng là mã số 17B. Đó, mai chiếu thủy dòng này dòng trung nu nha. Khi đi thì em có đắp thêm bột dừa và tưới thuốc dưỡng nha bà con, cho cây nó giữ ẩm trong suốt quá trình vận chuyển ha. Rồi, cây này có chiều cao là 40. Tổng tán ngang là 50. Cây 18B. Đây, cây này một vệ đế, hai thân liền nhau nha. Một thân đại diện em đo cho bà con mình ha, 12. Cây 18B, bao gồm phí cho mình thì giá 450.000 đồng nha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939 700 449 ha. Cây này là cây mai chiếu thủy này ghép nha bà con. Lá chung nguyên si hả? Lá này lá chung nguyên nguyên si nha bà con. 54 là cao nha. Ngang là 56. Hoa rất là thơm ha. Cây rất là già cây. Đây, mặt cắt của cây ha, liền lạc cho thấy được cái độ già của cây rất là lâu năm nha. Đó, mã số 19B. Em đo hoành thân tại vị trí này nha. 24. Đó. Và cây này bao gồm phí cho mình ha, ship tới nơi có giá 1.200.000 đồng nha. Bà con hợp nhãn cây nào thì cứ việc alo về số điện thoại của em là 0939 700 449 nha. Cây mã số 20B.
Đây cây này có phát triển bồ đế nằm luôn ha, khá là đẹp nha. Cao, cao em đo thẳng luôn nha bà con, 46. Rất là đẹp luôn. Tổng tán như thế này từ đây tới đây nha, 65. Đó. Đây có một cái vết lũa tại thân nha bà con, lưu ý giùm em. Còn không rõ thì kêu em chụp hình thêm nha, để chốt cây để về khi mà mình nhận cây sẽ được rõ hơn ha. Thẹo cũng liền hết trơn rồi. Bây giờ em đo hoành thân tại vị trí này nha, cho bà con mình biết được cái độ lớn của cây thôi, chứ bộ đế nằm nó hơi khó đo tí xíu. Em đo em báo luôn cho bà con mình luôn nha. Đây, hoành thân là 25 nha bà con. Dòm kỹ giùm em ha. Đó, và cây này bao gồm phí tới nơi ha, 1.200.000 đồng luôn nha, cho mã 20B. 21B. Rồi cây này là mai chiếu thủy ghép nha, ghép trung nu. Rồi cây này có chiều cao là 62. Ở cây này hơi vàng lá nha bà con, tại vì nó mang bông nhiều quá đó, nữa giờ khi vận chuyển thì lá và bông nó sẽ rụng một mớ nha. Và tán ngang em đo nha, 49. Cái này về sang cái chậu kiểu giùm em ha, vận chuyển sợ bể nên em chỉ toàn là bó bầu đi cho bà con mình thôi. Về thì mình lựa cái chậu kiểu nào mình thích hợp đó mình để vô. 28 là hoành thân nha, tổng đế ha, tổng đế 46. Mã 21B nha, nhớ mã giùm em nha. Đó, thẹo liền lạc hết trơn rồi ha. Và cây này giá là 1.200.000 đồng cho mã 21B nha. 22B. Một bệ đế mà này 2, 4, 5, 7 thân nha bà con. Tổng 7 thân lớn nhỏ ha. Cao là 55. Tổng tán ngang full luôn ha, 60. Rất là già cây, cây rất là đẹp, tán tròn ha. Đo tổng bệ đế nha. Tổng bệ đế như thế này là 32. Dạ. Và em giao lưu giá cây này với bà con mình là cho mã 22B 750.000 đồng nha. Toàn bộ đã bao phí ship ha. Những cây này phí thì trăm mấy không á nha. Do sợ phí hơi cao nên em bao phí toàn quốc cho mình luôn ha. Cây này có chiều cao là 65 nha bà con. Đó, 23B. Mai chiếu thủy dòng trung nu. Tổng tán ngang nha, 60 ha. Cây này chung bể đế 4 thân. Đó, hoa mai chiếu thủy nha. Bà con nào lưu ý giùm em ha, khi đi thì nhắc lại là sẽ rụng hoa và lá nha bà con. Đó, 28 nha, là tổng ha. Và cây này bao gồm phí cho mình tới nơi luôn nha, 700.000 đồng cho mã 23B. Đó, 24B cũng là mai chiếu thủy luôn nha. Dòng này hiện tại đang được giao lưu khá là mạnh ha. Cây này có chiều cao là 70 nha, tán ngang là 73. Đó, mã này là mã 24B. Đó, trồng từ từ nó sẽ liền bệ đế nha. Cây này cũng bệ đế 4 thân. Bây giờ em đo tổng bệ đi nha. Thôi, tổng bệ lớn bên đây nha. Tổng bệ lớn bên đây thì là 25 nha. Rồi bà con nào cần đo gời gạt từng cây thì nữa hỗ trợ bên Zalo ha. Đó, và cây này bao gồm phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn là có giá 750.000 đồng nha. 25B. Cây này có chiều cao là 56. Cây này rất là dễ chịu nha, trồng rất là dễ sống. 55 là cao. Ô, tán ngang nha. Đây, bộ rễ mền ăn hết trơn bầu luôn rồi ha. Cây rất là già cây. Và mai chiếu thủy mã này là mã 25B nha bà con. Đây, 21 ha. Giá 700.000 đồng thôi nha. Tụi em cũng đã bao gồm phí ship cho bà con mình luôn ha. Đó, 700.000 đồng cho mã số 25B. 26B cua gần cuối clip thì có được hai cây kim quýt nha. Đó,
26. Cây này có chiều cao là 40. Tán ngang của cây kim quýt này là 48. Đây hoa kim quýt ha, tựa như là hoa nguyệt quế. Đó, có cái trái mà có tinh dầu luôn nha bà con. Hỗ trợ cho mình trong vị thuốc luôn ha. Đây, em đo như vậy nha, 28 ha. Đế sáp nha bà con, rất là đẹp. Kim quýt. Rồi cây này bao gồm phí cho mình là 900.000 đồng nha, 26B. Khi vận chuyển thì tụi em cũng tiến hành bó bầu hết nha bà con. Cây kim quýt 27 có giá 700.000 đồng nha. Cao là 34. Tán ngang là 43. Kim quýt nha. Hoành thân tại vị trí này là 11 nha. Mã số 27. Báo giá với mình là 700.000 đồng nha. Số điện thoại liên hệ của Cảnh An Bình là 0939700449 nha. Đến với gần những cái mã cuối clip thì những cái mã đồ đồng nha bà con. Đồ đồng giao lưu cho bà con mình cũng toàn quốc và giá bao ship luôn ha. Thuận bùm xuôi gió. Đây 19 là tổng chiều cao. Dài của con này ha, 24. Và trọng lượng của nó là 1,7 kg nha bà con. Đó. Dòm kỹ giùm em ha, để em lật cái này lên cho bà con mình ha, được làm rất là sắc nét nha. Đó nè ha, thuận bùm xuôi gió. Và con này em báo giá với mình là 1.600.000 đồng ship tới nơi luôn nha. Đó, cái đầu rồng làm rất là sắc nét nha. Rồi, cặp kỳ lân nha. Đồ mặt hàng đồ đồng này em cũng mới bổ sung đây thôi ha. Có cái gì sai sót thì mong bà con mình bỏ qua giùm em nha. Đây, để em để xuống dưới đây em đo cho nó dễ hơn nha. Chính xác luôn ha. Là 11 nha. Đó. Đây, dòm kỹ giùm em mọc này ha. Đây. Hai con có trọng lượng là 1,5 kg nha bà con. Đó, 1.300.000 đồng ship tới nơi ha. Một cặp kỳ lân. Để lên luôn. Đây là cái mâm. Đây, cá chép ha. Em đo cái đường kính nha. 51 gần 52 nha bà con. Đó. Làm rất là sắc nét, hoa văn in nổi nha. Đây. Đó. Đây là cái móc treo tường nha. Những cái này thì do năm tháng nên nó bị vậy thôi nha. Đồng mới thì nó sáng hơn. Và bà con mình về đánh bóng thêm cũng vẫn được ha. Và 1.200.000 đồng ship tới nơi cho bà con mình nha. Đó. Mã này cũng là mã cuối clip của em nha. Rồi em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bà con mình trong thời gian qua đã luôn ủng hộ cho shop cây cảnh An Bình nha. Xin hẹn lại những clip tới ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.